bạn ơi, đẹp chưa này? Các bạn những chú cầu vồng đa sắc bảy màu. Bảy màu rất là đẹp luôn. Đỏ vàng, da cam, lục lam, tràm tím, cực kỳ là tuyệt vời. Trời thì vẫn đang mưa nhưng mà ánh nắng buổi trời chiều chiếu lên những đám sương mù và đám mưa bụi như thế này sẽ tạo ra những con cầu vồng rất là đẹp. Đó, tuyệt vời. Cái cảnh rất là đẹp. Mình đang đứng ở trên một kia thửa ruộng lúa bậc thang. Quá là đẹp luôn. Một chú cầu vồng đã xuất hiện để chào đón mình hôm nay lên với lại các cháu nhỏ mồ côi của hai anh em Thảo Bằng Pao để kéo cái đường nước cho hai anh em nhà Thảo Bằng Pao. Và đang nhờ chú Phụng Tuấn Hùng sẽ xuống dưới để kéo cái đường nước nha các bạn ơi. Khi đến đây thì có một chú cầu vồng đến đây và chào mừng Tuấn Hùng. Tuấn Hùng cảm thấy là rất là vui, thật là may mắn. Đẹp quá các bạn ạ, rất là đẹp. Tuấn Hùng xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì Tuấn Hùng với lại bạn Thuận của kênh Vùng Cao 23 sẽ di chuyển lên trên thôn thượng của xã Đản Ván đến với hộ của hai cháu mồ côi Thảo Bằng Pao nha các bạn ơi. Trong cái khoảng thời gian ngày 4 tháng 7 đấy, thì cô Thanh cô ấy có gửi cái mô hình làm dê cho nhà A Lử bốn con thì đã xong rồi. Và cô Thanh cô có gửi thêm 7 triệu để hỗ trợ cho hai anh em nhà Thảo Bằng Pao mua một cái thùng để nước và một cuộn dây nước dài 200m để kéo nước về cho hai cháu, trị giá khoảng độ 600-700 ngàn đồng. Đó, còn cái số tiền còn lại là để xây hệ thống nước sạch, để nước trong cái xóm cụt Nậm Than. Thì trong cái thời gian hôm kia Tuấn vào xem lại cái mô hình của A Lử đấy, thì trong đó là hộ có 4 hộ, thì hộ của em dì mà chuẩn bị làm nhà ấy thì em sẽ chuyển lên tít trên đỉnh núi ở đó, thì còn 3 hộ thôi. Mà trong 3 hộ đó ấy thì có hộ thì bảo là kéo, có hộ thì bảo không kéo, nên là không biết là các hộ có thống nhất để xây bể nước sạch không. Đó, nếu mà không xây mà không muốn làm, tức là đã được cô Thanh cho tiền rồi mà vẫn không muốn làm á, thì Tuấn Hùng sẽ liên hệ lại với cô Thanh. Xin được chuyển cái nguồn đó để hỗ trợ cho những cái hộ khác người ta còn khó khăn hơn. Có thể là mình không xây bể nước thì cũng có thể là hỗ trợ thêm, gom góp để hỗ trợ thêm cho hộ của chị Vé 10 con để làm nhà cũng được. Đó, nếu cô Thanh đồng ý thì Tuấn Hùng sẽ chuyển nguồn vốn. Nhưng mà trước khi chuyển nguồn vốn thì Tuấn sẽ gặp lại các hộ ở trong Nậm Than, trong xóm cụt đấy hỏi một lần nữa xem là họ có chuyển không. Hiện tại thì Tuấn Hùng đang có mặt tại ngã ba của thị trấn Vinh Quang nha các bạn ơi. Đây, đúng ở ngay giữa ngã ba luôn. Đó, ngay ngã ba chỗ khách sạn Hoàng Anh, ngã ba của trung tâm huyện luôn. Trời thì mây đen đang xám xịt. Và chiều nay thì Tuấn với bạn Thuận là sẽ di chuyển lên đó, tại vì cần hai xe để chở. Sẽ lấy một cái vòi, một cái cuộn vòi nước 200m như thế này của Hải Phòng à? Hải Phòng à? Một cái cuộn như thế này thì bình thường là 450, nhưng mà mua ở chỗ những đại lý như em trai này bán thì một cuộn này là 400 phải không em? Chỉ có 400 ngàn đồng thôi. 400 ngàn đồng một cuộn nước và một cái thùng nhựa để nước màu trắng, có trị giá khoảng 300 đến 400 ngàn đồng nữa, là cũng vào cái chi phí Tuấn Hùng đã lên dự toán. Đó, được và được cô Thanh cô ấy hỗ trợ. Thì bạn Thuận bạn ấy sẽ chở vòi nước, còn Tuấn Hùng sẽ lên trên chợ để xem là chở cái thùng để nước các bạn ạ. Do là nước của gia đình hai cháu mồ côi là kéo cũng khá là xa, với lại là không có cái gì để tích trữ nước, nên là sẽ mua một cái thùng nhựa khối rưỡi để nước đó, tại vì là cũng không có chi phí để xây bể nha các bạn ấy.
Bên phía mạn bên này thì trời nắng rất là đẹp. Đấy, trời quang, trong xanh. Nhưng về hướng phía đi lên trên chỗ nhà A Tráng ấy, Thèn Chu Phìn thì trời sáng xịt. Và sẽ có những cái cơn mưa bất chợt. Giống xe ôm phết nhỉ. Đẹp đấy, cho vào chỗ này là rất là ok. Bạn nên chạy xe Win nha các bạn nhé. Xe Win. Đường miền núi thì chạy xe này thôi. Bạn buộc nhá, mình lên trên chợ để mình lấy cái thùng nước đã. Rồi ok. Giờ Tuấn Hùng sẽ lên trên chợ để lấy cái thùng nước nha các bạn này. Trung tâm tầng 1 của chợ thương mại huyện này các bạn này. Đó, rất là nhiều đồ luôn. Em chào anh Út nha. Vừa bán hàng vừa tập thể dục à anh? Đúng rồi. Nâng cao sức khỏe. Nâng cao sức khỏe phòng chống Covid à? Cháu chào chú. Cho cháu cái thùng nhựa để nước đi. Hôm nào cháu hỏi rồi. Phải 300 không? Cái thùng đấy để nước là thoải mái rồi nhỉ? Nhưng mà làm thế nào để chở được đi mới là quan trọng, nó cồng kềnh quá. Hôm nọ họ mang ra chợ bán thì có giá là khoảng 400 đến 450. Như Tuấn cũng hay mua hàng của nhà chú, cũng là quen biết anh em ở bên Cán Thịt Dền, người Hán nhé các bạn nhé. Chú để cho cái giá là khoảng 300 ngàn đồng thôi. Đấy, sẽ lấy cái thùng nhựa trắng như thế này để nước này các bạn đây. Cái này được 140 lít nhỉ, nếu để đầy đến miệng là được 150 lít, khối rưỡi rồi. Cái này là hai cái này. Đó. Cái này nếu mà thả nước vào trong xong bắt đầu là nhảy vào tắm thì rất là thích này các bạn ơi. Nó rộng lắm, nó to lắm. Đấy. Một cái thùng như thế này thì nó đều có những cái chỉ số. Đấy, đến thành này là 140 lít nhé các bạn nhé. Đấy, nếu mà đẩy lên đến mặt này là 150 lít là khối rưỡi. Em ơi anh lấy cái thùng để nước nha. Hôm nọ hỏi đó. 300 nghìn đúng không? Hôm nọ chốt giá rồi nhé. Đấy, 300 đúng không? Đây anh gửi tiền. Tí lại hô 400. Tại vì anh hỏi ở chợ mà người ta bán ở chợ là 400 đấy, 420 đấy. Cái bọn nó chở bằng cái xe 2 tấn rưỡi về bán đấy. Nó bán đắt hơn. Nhưng làm thế nào để chở được đi mới là quan trọng nhỉ. À anh nhờ em một tí được không? Em muốn anh mang ra ngoài này với. Ừ nhé. Rồi ok. Bây giờ thì Tuấn sẽ đi kiếm cái gì đó để buộc các bạn ạ. Tại vì nó cồng kềnh lắm, nó nhẹ lắm nhưng mà nó rất là cồng kềnh. Nó cũng không đến nỗi là nặng đâu. Bây giờ thì Tuấn sẽ đi kiếm cái dây co với lại cái gì đấy để buộc nó lại. Cái thùng này nó nhẹ nhưng mà nó cồng kềnh quá các bạn ạ. Buộc kiểu gì cũng rất là khó, nó không giống cuộn nước này các bạn. Cuộn nước thì buộc phát là như kiểu xe của bạn Thuận, xe Uy nó dài. Buộc phát là lên luôn này. Hay úp lên nhỉ? Một mình bạn chở được không? Thêm cái dây con nữa nhỉ? Trên này nó đều có chữ nha các bạn đây. Đều có chữ sản xuất, cái này sản xuất từ Trung Quốc thôi. Việt Nam mình không có sản xuất. Cái cuộn dây nước của em là 400 phải không? Anh gửi rồi. Bù đi, không cần phải xin đâu, cứ bù là được. Nó hơi cồng kềnh một chút. Xe mình nó không có chỗ ngồi. Làm nào lấy thêm một cái dây con nữa chằng chéo đi nhỉ. Để cho bạn Thuận chở hết đi. Mình đi xe không, xe mình ngắn. Các bạn ơi, Tuấn Hùng là với lại bạn Thuận là vừa mới dừng đổ xăng. Mặc dù bây giờ trời đã mưa rồi, bọn mình là phải mang áo mưa ra để di chuyển tiếp tục. Vì đồ đã mua rồi. Chỉ mong sao là trời đừng có mưa to quá thôi. Bởi vì mưa to lên trên đó là rất là lạnh, rất là rét luôn. Kéo mạnh cho nó căng và cho nó chắc.
luồn luồn qua đây xong rồi lật dây sang bên kia bạn ơi, luồn luồn qua chỗ bên này này, xong là lật dây sang bên kia lại vắt lại một lần nữa, xong thì bạn vắt luôn qua đít xong vắt ngược sang bên này. Mưa gió sương mịt mù luôn quý vị ơi, sương rất là mịt mù và trời đang mưa, đường đi rất là xa, lên đến đây cũng vào 30 cây rồi, mặc dù là đi trên cái quốc lộ 4C nhưng mà mưa quá. Lên đến đây là bây giờ Tuấn Hùng cũng dừng lại để review lại cái cảnh ở dưới này, nó rất là đẹp luôn, nó nhìn xuống thung lũng, những con đường uốn lượn như những con rắn và những cái thửa ruộng bậc thang rất là đẹp, và hướng ra phía cái cổng trời giáp ranh giữa huyện Hoàng Su Phi với huyện Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang. Trời mưa quá, sương mịt mù nên là không có được trong, khí hậu không có được trong. Lần đầu tiên bạn Thuận lên đến đây à? Trên này rất là lạnh luôn, trên này nó cao rất là rét nhé các bạn này, trời mưa này, áo mưa ướt nhẹp luôn. Còn khoảng 2 cây nữa, 3 cây nữa, 3 cây nữa là đến nhà của các cháu mồ côi Thà Văng Pao rồi. Bây giờ Tuấn Hùng sẽ gọi điện trước cho ông chú A Phùng để ông ấy lên đón, xong sau đó là sẽ cùng xuống dưới nhà Thà Văng Pao kéo nước cho hai cháu mồ côi với bà cụ 90 tuổi nhé. Các bạn ơi, vậy là Tuấn Hùng với Thuận Tài là về đến đây rồi. Ướt mà. Trời mưa thì nó sẽ ướt rồi. Ở trên này khí hậu thì rất là mát mẻ, không phải mát đâu mà bây giờ đứng ở đây rất là rét luôn các bạn ạ. Thực sự là ở đây là rất là rét. Đó, ngày trước thì ngay trước mặt Tuấn Hùng đây là chỗ để người ta trồng đậu tương và bây giờ người ta đã trồng ngô rồi. Và các bạn có thể nhìn thấy những cái cây ngô lớn không có đều. Đó, tức là không có tốt lắm. Đây là một cái ống nước rất là lớn để người dân dẫn nước đi về ruộng. Ngoài ra thì có hai cái ống nước dẫn đi để làm nước ăn. Còn nước ở đây thì rất là sạch, rất là lạnh. Rất là mát mẻ, rất là mát luôn. Những cây hoa rất là đẹp. Những cây hoa rừng, hoa dại. Ở đây thì các bạn cũng có thể nhìn thấy là người dân trồng cái cỏ tím này, cỏ xanh, cỏ tím này để cho trâu, cho bò hoặc là cho dê. Đối với lại cái cỏ này thì không biết có phải cỏ voi, thuộc cỏ voi không. Trời lạnh lắm. Bây giờ khi bọn mình lên đến đây, đứng ở tại vị trí này thì những đám mây ở trên cao không có mưa, nhưng mà về xuống thấp hơn thì những cái đám mây mà nó cao ở cái tầng hạ lưu á, nó sẽ gây mưa. Và từ nãy là từ dưới huyện lên là rất mưa luôn các bạn ạ, rất là mưa. Tuấn đang nhờ ông chú A Phùng lên để vác vòi nước hộ. A Phùng ơi, lên hộ lấy vòi nước đi. Đó, ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy nhà của
của bác trai với lại em dâu. Đấy, nhà A Phùng có hai cái cây cọ cao và những cánh đồng ruộng bây giờ là cũng chuẩn bị ngả sang vàng rồi, bắt đầu có màu hơi hung hung rồi. Kia rồi, đi trên bờ ruộng kia là cháu Thảo Hoàng Pao Anh. Cháu thì học hết lớp 9, bà không cho đi học nữa, bà bảo là học dốt, đi học cũng không ấy được, không khá được nên là không cho đi học nữa mà đầu tư hết cho cậu em trai. Đây, A Phùng lên đến đây rồi. Chứ là cháu nhá. Thế hôm nay không đi chăn trâu à? Ừ, hôm nay không đi. Bà đâu? Bà ở nhà. Bà có khỏe không? Đó. Bà khỏe rồi gì? Cá mắm ăn hết chưa? Hả? Con cá ăn hết chưa? Dạ. Ăn hết rồi. Ăn nhanh thế. Hôm nay chú mang cái dây nước về để kéo nước cho gia đình cháu nhé. Dạ. Đấy, không là cho bà đi xách nước xa quá, các cháu đi xách nước cũng xa quá. Đấy, cởi ra. Đấy, nhẹ thôi. Cứ mỗi khi buổi chiều sang thì những cô chú người Mông lại đuổi trâu về. Đây cũng là đàn trâu của cháu Thảo Vàng Pao đi chăn đấy các bạn nhá. Hôm nay là hai cô chú này tự đi chăn. Con trâu rất là đẹp luôn, rất là to. Ô, cái con trâu này sao mắt của nó lại trắng tinh này, nó bị lòa hay bị làm sao vào ấy? À. Dạ vâng, cháu mang một cuộn dây nước với lại một cái thùng để nước về cho hai cháu Thảo Vàng Pao ấy. Ui, con này to đấy nhỉ. Ôi, trèo lên lưng nó ngồi đi nhỉ. Trèo lên lưng nó ngồi được không? Cưỡi nhỉ, cưỡi trâu được. Này, cô chú ấy đi chăn trâu về, còn mỗi người vác thêm một cái cây củi về nữa để đun nhé các bạn ơi. Bây giờ là dạ vâng, xuống nhà dưới luôn. Chú Phùng là hộ cháu vác cái vòi nước đi, còn cháu Thảo Vàng Pao vác cái thùng đi nhá, nó nhẹ mà, mỗi tội là nó cồng kềnh thôi nhỉ, nó to gấp mấy lần mình ấy. Để nước ăn đi nhá, không để nước vào xong mai lại nhảy vào tắm rồi nhá. Bây giờ đến mùa này lạnh rồi nhỉ, mùa hè nóng là nhảy vào tắm thật đấy. Thôi đi xuống dưới đi. Đấy, con của em trai đây các bạn nhé, con của em trai, con của bác Phùng ấy, em trai bác Phùng đấy. Bây giờ bác nối dây là bác ở với lại mẹ của ba cháu, tức là em dâu của mình. Đó, và chăm sóc ba cháu của mình luôn, hai cháu gái, một cháu trai. Bây giờ Tuấn Nung mời quý vị khán giả cùng Tuấn Nung xuống dưới nhà của hai cháu mồ côi Thảo Vàng Pao. Sau đó là sẽ kéo nước luôn cho gia đình các cháu ấy, để đảm bảo nước sinh hoạt nhé các bạn ơi.
Nhìn trên kia. Wow, đẹp chưa các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Một chú cầu vồng đã xuất hiện các bạn nha, rất đẹp luôn nè. Tuyệt vời chưa? Một chú cầu vồng rất là đẹp đang xuất hiện ở ngay phía chỗ cầu Đàn Ván. Một chú cầu vồng rất là đẹp luôn. Đó, chứng tỏ bên đó là đang mưa nha các bạn ơi. Phong cảnh thì rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Đẹp thật. Khi Tuấn Đùng cùng với lại A Phùng, với lại cháu lớn Thảo Vàng Pao bắt đầu chuyển đồ xuống dưới thì đã xuất hiện cầu vồng. Đó, rất đẹp. Ánh nắng trời chiều, chiều xuống trời mưa. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Phong cảnh rất là đẹp luôn. Các bạn có thể nhìn thấy những đám mây bay ngay phía trước mặt dưới gầm của con cầu vồng rất là đẹp luôn. Đó, quá tuyệt vời. Các bạn có thể nhìn đây, mây bay ngay dưới cầu vồng. Rất là hấp dẫn luôn. Đẹp vô cùng. Đó. Những ruộng lúa hiện tại là đã ra bông rồi. Chẳng mấy chốc nữa sẽ chuyển sang màu vàng, sẽ rất là đẹp luôn. Đó, Tuấn Hùng đã đến nhà của A Phùng, nhà bác trai và em dâu. Chị Dé cắt cái cỏ đấy làm gì ấy? Hả? Cái này là lấy cho con gì ăn? Ăn nhà ăn lấy áo tụ cắn chín. Từ vai nào? À, cắt cỏ cho con trâu ăn các bạn ơi. Nhà của chị Dé Phùng thì cũng nuôi một đàn ngan. Mỗi con được khoảng tầm cân rồi. Ngan này thì phải nuôi đến từ giờ đến Tết thì chắc là mới nên nên ăn được. Mới nên thịt. Đó, và các bạn có thể xem được trên cái ao này là nhà A Phùng chị Dé đã chặt những cái cây sa mộc xuống để ngâm. Và dự kiến là sẽ làm nhà đấy các bạn. Ai ra? Con vịt này có bán không? Vịt nhà ai đấy? Buộc khái nào ra. Chị ấy bảo không bán, để làm giống. Trời mưa lắm, hai cháu đi xuống nhà đi. Đứng ở trên đấy làm gì mưa. Ui, bây giờ thì trơn quá. Bây giờ thì Tuấn Đùng sẽ di chuyển xuống nhà của hai cháu Thảo Vàng Pao để cùng chú Phùng kéo nước cho hai cháu. Trời mưa các bạn ạ. Đây các bạn có thể nhìn thấy những cây rong riềng rất là tốt. Và thường thường các bạn biết rồi, đối với rong riềng thì người ta sẽ đào lấy củ, xong đó là nghiền lấy bột để làm miến. Và nói thật ra Tuấn Hùng cũng có một cái ý tưởng là sẽ tìm hiểu về cái máy để làm gạo giả đấy các bạn. Làm gạo dinh dưỡng, gạo giả ấy. Người ta hay nói làm gạo giả. Và mình sẽ lấy cái nguyên liệu là những củ rong riềng này chế tạo thành một thứ bột để làm thành những cái hạt gạo. Và cái gạo này làm từ bộ củ rong riềng này ấy, thì sẽ được dùng cho những bệnh nhân tiểu đường. Vì trong củ rong riềng này có tinh bột, không có chứa glucose, tức là không có chứa đường.
nên là sẽ rất là tốt cho những ai bị mắc bệnh tiểu đường. Đó. Bản thân thì bố Tuấn Đồng cũng tiểu đường type 2, chính vì vậy mà thì thoảng là mọi người cũng có khuyên ông là chỉ có nấu miến rong giềng ăn và hạn chế ăn cơm để cái lượng đường huyết nó đỡ bị tăng lên. Chị Ré thì đang lấy cỏ cho con trâu ăn. Trời mưa này chắc là cũng không có thả trâu đi. Gặt lúa xong là làm nhà thôi nhỉ. Hôm nọ chị Hoàng Hường lên đến đây cũng hỗ trợ cho gia đình chị 15 triệu để mua mái pro với lại một ít xi lắng nền rồi. Mặc dù là nhà đã tan hoang nhưng mà cặp vợ chồng bác trai em dâu và ba cháu nhỏ cũng đang rất là mong muốn có một cái mái nhà các bạn ạ. Có một cái mái nhà mới. Những bức tường thì cũng sắp lở và sắp đổ do bị mất hết móng. Các bạn có thể nhìn thấy móng là mất hết này. Đó, và phần mái này đã rêu phong theo thời gian gần 20 năm rồi. Chị mong sao là đối với lại hoàn cảnh bác trai em dâu sẽ gặp được những quý nhân và sẽ có sự giúp đỡ thêm để cho hai vợ chồng có thể chi phí làm nhà. Vợ chồng thì tính là làm nhà gỗ các bạn ơi. Nếu mà làm nhà gỗ thì có thêm gạch nữa để xây be tường lại và làm bếp riêng ra thì cũng sẽ rất là tốt. Đó. Hai vợ chồng rất chịu khó nhé, gà rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy những chú gà đen, thấy những đàn ngan hay là những đàn vịt. Đó. Ngoài ra thì cũng có một con trâu từ cái ngày mà chồng của chị Ré, người em trai ấy, là được ông bà để cho đến bây giờ. Và đã sinh hạ được một con nghé con. Đó, còn bây giờ thì bác trai lại nối dây cùng em dâu để chăm sóc ba cháu nhỏ. Mặc dù là bác trai cũng nói thẳng nguyện vọng là cũng muốn có thêm một cháu nữa, nhưng mà cũng chưa có nhé các bạn nhé. Chị Ré thì cũng khá là béo bụng, tức là hơi bị sổ bụng một chút, nên là hôm nọ Tuấn Nùng cứ tưởng là có sửa nhưng không phải đâu. Đó. Hai vợ chồng thì rất là chịu khó luôn. Nuôi gà, nuôi vịt, nuôi trâu, nuôi ngan. Đấy, biết làm kinh tế chứ không phải là những người lười, ham ăn lười lao động và sống dựa dẫm phụ thuộc. Đây là một cái cây thuốc lào. Đó. Lá của cây thuốc lào. Nhưng mà phải nói là cây rong giềng này thì cực kỳ là tốt. Người dân thì hay trồng cái dây này, tam thất dây này, để ăn nấu canh ăn rất là ngon. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy cái hoa của cái cây tam thất dây. Và những cái củ của tam thất dây đây các bạn ơi. Đây. Đây là những cái củ của cái cây tam thất dây này. Đó. Cây này thì trồng nó lên rất là tốt và người dân có thể là tận dụng hái để dùng trong ăn uống hàng ngày. Bây giờ thì Tuấn Đồng sẽ di chuyển xuống nhà của hai cháu Thảo Bằng Pao để kéo nước nhé. Từ đây xuống dưới đó thì còn một quãng đường khoảng gần một cây số nữa các bạn ạ. Trời mưa ướt quần này. Các bạn có thể nhìn thấy quần Tuấn Đồng đây. Đó, đi mưa thì nó ướt rất là khó chịu. Đến chỗ nhà của hai cháu Thảo Bằng Pao rồi các bạn ơi. Trời tối nhanh quá.
trời mưa đường rất là trơn, với lại tối rất là nhanh. Thì cái đường dây nước, chú Phủng nói rằng là cái đường dây nước này kéo rất là xa, phải hơn 200m, hôm nay mua một quận 200m thôi. Thì chỗ nhà Phủng hôm nọ kéo nước là vẫn còn thừa đấy nhỉ, thừa khoảng 50m nhỉ. Thế thì chắc là sẽ đủ, cháu cho bà nhá. Đây, bà năm nay 90 tuổi đây, bà ở với lại hai cháu. Ô, con chó nó mới đẻ à? Ừ. Đi học chưa? Thứ hai này bắt đầu đi học rồi phải không? Ừ. Ô, trong nhà tối á. Ôi, trời ơi. Đây, trời mưa này, trời mưa dột nên là bà lấy cái áo mưa che hết vào cái giường các bạn ạ. Nếu mà không che thì trời mưa nó sẽ dột. Đấy. Ở đây thì bà với lại hai cháu vẫn trồng dây lang để cho con lợn ăn. Bà nấu cơm nhá. Thùng bao bảy ấy. Thùng nhà đó, chín giả. Ồ, ăn sớm các bạn ơi. Bà bảo là nấu cơm tối và là ba bà cháu là ăn cơm rồi. Ham lấy chín khâu ta cắn với. Ồ, chín lấy phát kìa là. Tối quá các bạn ơi. Bây giờ tối quá A Phủng ạ. A Phủng cũng là chú ruột của hai cháu mồ côi Thảo Bằng Pao các bạn ơi. Đây những cái mảnh bạt từ năm trước các thầy giáo lên đóng cho. Quay cho nhà hai cháu mồ côi thì để che sương, che gió của cái mùa đông. Ở đây thì mùa đông rất là khắc nghiệt, trời rất là lạnh. Có những khi mà âm đến 2 độ và nước đóng băng. Chính vì vậy mà mùa đông ở đây rất là vất vả. Đặc biệt là hai cháu thì lại đi bộ từ đây xuống đến tận dưới xã để đi học, mất 8 cây đi bộ, 9 cây đi bộ các bạn ạ. Đi từ lúc 5 giờ sáng, 11 giờ tan học thì về đến nhà là 2 giờ chiều rồi. Trời tối quá với lại kéo cái đường nước cũng xa nhỉ. Vâng. Thế thì hôm nay là anh cũng mua cái vòi nước về cho hai cháu của cô Thanh ở trong thành phố Hồ Chí Minh, cô ấy gửi tiền về cho hỗ trợ mua một cái thùng để nước này. Đó, với lại mua một cái cuộn dây để kéo nước. Xem là mình dự tính là 200m là có thể thừa, có thể thiếu thì lấy cái dây mà đợt trước mua cho nhà A Phủng nghe. Nếu mà thừa thì lại mang xuống để nối cho các cháu nhé. Vâng. Đường nước thì cũng khá là xa. Nếu mà đường nước ở gần đây thì gần thôi, nhưng mà những hộ người nùng ở đây người ta không chia sẻ nên là lấy cũng khó. Thôi mình tự kéo ở cái đất nhà mình đi. Nếu mà kéo từ mảnh nước nhà A Phủng thì tốt nha. Nước ở trên đây nó trong với lại rất là to luôn. Nhưng mà xa quá, từ đây lên đấy đến 700-800m xa quá. Đây các bạn biết rằng là đối với lại hai cháu mồ côi Thảo Bằng Pao thì chỉ có cùng bà nữa là đi xách những cái xô nước về để đây để sử dụng cho sinh hoạt thôi. Đó, toàn là xách nước về trong nhà để thôi, rất là vất vả. Đấy, hai cháu thì bố thì cũng trước khi bố mất một năm, người mẹ cũng bị người gọi là anh em người Mông, cộng đồng người Mông là lừa bán đi sang Trung Quốc rồi. Sau đó một năm thì bố các cháu cũng bị ốm và bị ói máu, tức là bị nôn ra máu, đi ra viện cấp cứu không được thì cũng qua đời. Để lại hai cháu nhỏ, lúc đấy là cháu nhỏ mới có được 5 tuổi thôi. Sau đó mới vào lớp 1. Còn cháu lớn thì cháu Thảo Bằng Pao lớn là lúc đấy mới học lớp 6, lớp 7 thôi. Cũng được 4 năm trôi qua rồi. Nên là khi nhắc đến những cái chuyện cũ về người con dâu, tức là mẹ của các cháu ấy, thì bà lại hay rơi nước mắt. Đó. Còn con trai của bà, tức là bố các cháu thì cũng xấu số mà qua đời sớm, để lại hai cháu sống dựa dẫm vào người bà nội, cũng như là bà bây giờ là nguồn động viên tinh thần ở với các cháu thôi. Còn các cháu, hai cháu vẫn là lao động chính. Cháu Thảo Bằng Pao năm nay là hết lớp 9, cũng vào được 11, 12 tuổi. Nhưng mà bà không cho cháu đi học nữa vì cháu học, cái học lực của cháu cũng yếu quá. Nên là cho ở nhà đi chăn trâu thuê thôi nhỉ. Còn cháu nhỏ thì vẫn cho đi học, nếu mà học ở bán trú luôn thì tốt. Thảo Bằng Pao năm nay là lớn là không đi học nữa thì ở nhà chăm sóc bà, thì cháu nhỏ cho đi ở bán trú được, cuối tuần mới phải về mà nhỉ. Có ở lại trường được mà. Không thì đi lại như thế này vất vả quá, 8 cây 9 cây này. Bê cái vòi nước với lại cái thùng nước vào để trong nhà cất đi. Xong là mai A Phủng kéo nước hộ nhé. Tại vì ngày mai là Tuấn Hùng không lên đây được đâu. Bữa nay lấy làn áo áo sái nắm tạo ăn thung nắm mà hở. Ừ.
Hôm nay là mua cái cuộn dây là hết 400.000, với một cái thùng nước 300.000 hết 700.000. Cái thùng nước này là để đâu được? Chắc là để ra chỗ đầu nhà hay chỗ nào để dùng này. Bây giờ cái thùng to quá không đút được vào cửa các bạn ơi. Để ngoài thôi, để ngoài thôi. Để ngoài xong mai dẫn nước về để ngoài thôi, không để trong nhà nó ướt lắm. Chắc là không ai ăn trộm đâu, ở đây thì người dân cũng rất là tốt. Sẽ không ai trộm đâu, để ngoài để vào trong bếp cũng được, hay là để đâu đấy mai thiết kế cho bà một cái chỗ nào đấy xong là chẻ cây về làm. Để cho nước nó thoát đi. Ví dụ như để đây chẳng hạn thì mình chẻ cái cây tre về để láng xuống dưới này này. Đó, xong sau đó là mình không phải để ở chỗ đầu cái bể hỏng cái đi nhỉ. Đấy, để bên đấy. Để nước nó chảy xuống cái ao đúng không? Đấy, để đầu bên kia cho nước chảy xuống ao nhé. Thì mai Phùng hộ kéo nhé. Mai hộ hai cháu kéo nước. Phùng xuống đây cũng pha nước chè các bạn ơi. Tuấn Hùng mời quý vị lại thưởng thức chè sao xuất cộng đồng dân tộc đấy, sao trên bếp lửa, cứ để gác bếp thôi, xong rồi cứ ai đến nhà thì bắt đầu sao ra pha uống, uống rất là ngon. Nói chung là bây giờ chỉ mới là mùa thu thôi nhưng mà ở đây thì cũng đã se se lạnh rồi, rất là lạnh luôn. Thế là hôm nay là cháu cũng mua cái cuộn nước nhá. Hôm nọ là lên thấy gia đình mình không có cái bể nước dùng, với lại không có cái đường nước kéo về, phải đi xách nước xa quá. Nên là cô Thanh ở trong thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tiền cho. Đấy, 700.000 là mua một cuộn nước 400 cộng với một cái thùng để nước một khối rưỡi đấy, cái thùng đấy là 300.000. Đấy thì hôm nay là cháu lấy lên rồi mai. Vấn này lấy áo hơ thùng năm ta ăn vòi năm này vẫn phục hơ. A Phùng ít tiền hợp bảo đấy thì mai cho A Phùng kéo thôi, bây giờ muộn quá, trời thì đường đi rất xa rồi, trời mưa nữa nên là dự kiến xuống đến đây là sớm sớm để cùng đi kéo nước nhưng không đi được các bạn ơi, nên là có lẽ là để mai A Phùng kéo thôi, tại vì trời tối quá rồi đấy. Đang học bài á? Ôi dồi ôi, chịu khó thế nhỉ. Tuấn Hùng sẽ di chuyển đi về thôi các bạn ơi, tại vì là trời cũng khá là muộn rồi. Hôm nay thì lên đến đây, hôm nọ Tuấn Hùng cũng lấy một phần quà 800.000 đồng của bạn Trúc Trang, mua gạo rồi mua cá mắm mì tôm các thứ lên cho bà với lại hai cháu mồ côi. Đấy, bà thì cũng già, 90 tuổi cũng già, ở với các cháu được ngày nào thì các cháu sẽ rất là vui ngày đó thôi. Bà bây giờ là một chỗ dựa tinh thần rất là vững chắc cho các cháu. Tại vì bố các cháu thì cũng mất được 7-8 năm nay. Đấy, mẹ các cháu thì mất tung tích hoàn toàn bên Trung Quốc, cũng chẳng biết là sống chết ra làm sao nữa. Thì gia đình cũng lâu quá là cũng không có nhận được tin tức. Cũng cách đây vài năm là vẫn có tin tức đấy nhỉ. Nhưng bây giờ là rào biên là không có tin tức rồi nhỉ. A Phùng nhỉ. Bây giờ không có rồi. Nên là bà cũng rất là vất vả. Vì hai cháu thì bây giờ cháu Thảo Hoàng Pao lớn thì không có đi học nữa. Ở nhà sẽ phụ bà và đi chăn trâu thuê là mọi việc, còn là cháu nhỏ thì vẫn tiếp tục đi học, mong sao là nhà trường sẽ tạo điều kiện cho cháu ở nội trú dân nuôi đầu tuần đi cuối tuần về, vì bây giờ anh trai ở nhà làm mọi việc rồi nên là cho cháu thứ hai, tức là cháu út này sẽ đi học và chỉ có đi học thôi. Đó. Mấy hôm nữa các cháu chuẩn bị đi học rồi, mấy hôm nữa là chú sẽ có quà cho các cháu nhá. Những cháu nào đi học phải chịu khó học nha, ngoan ngoan là chú sẽ mua bút với lại mua sách vở cho nhá. Đây thì có hai cháu này, năm nay lên lớp 2. Có được lên lớp 2 không? Ừ? Hai đứa này năm nay được lên lớp 2 không A Phùng? Đứa út lại không được à? Đứa út lại phải học lại à? Ôi dồi ôi. Thế còn cháu năm nay là lên lớp 4 đúng không? Thế là đợt vừa rồi, năm vừa rồi là có được học sinh tiên tiến không? Có được giấy khen không? Chịu khó học nhá. Mấy hôm nữa chú sẽ mua bút, cặp, sách cho. Với lại áo khoác, ở đây thì lạnh lạnh đấy các bạn ơi.
Không tao biết bỏ. Áp Phùng đi về luôn không? Có. Đi về luôn thôi gì? Cùng nhau đi đi không sợ chó ấy. Vâng. Nhỉ. Thôi thế tình hình thì mai xuống đây để hộ hai cháu kéo nước nhá. Vâng. Đấy, vòi nước thì mua về sẵn rồi 200 mét đấy. Cái thùng thì để đầu nhà bên kia thôi. Ba ơi, bọn cháu xin phép đi về thôi. Vâng. Bây giờ cũng muộn quá rồi. Nói thật ra là Tuấn Hùng còn thấy đói run hết người rồi các bạn ơi. Do trời mưa lạnh nó ngấm vào người nên là rất là đói cơm nhanh. Đó, cái vòi nước thì còn nguyên một cuộn đấy nha các bạn ơi. Vòi nước của Hải Phong. Một vòi nước cũng loại thuộc loại đắt tiền, loại tốt đấy. Là dẫn nước về là rất là ok rồi. Tuấn Hùng cũng thay mặt hai cháu mồ côi Thảo Bằng Tao với lại bà nội cảm ơn đến cô Thanh ở trong thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tiền về hỗ trợ. Thì hôm nay Tuấn Hùng đã mua vòi nước 400 với lại cái thùng để nước 300 là 700 ngàn đồng để hỗ trợ cho bà với lại hai cháu có chỗ để chứa nước sinh hoạt trong gia đình với lại cái vòi nước đảm bảo cái nguồn nước là luôn luôn được kéo về đến nhà. Tuấn Hùng xin cảm ơn quý vị khán giả luôn luôn quan tâm theo dõi đồng hành ủng hộ cho kênh YouTube của mình nhé. Bây giờ cũng muộn rồi, Tuấn Hùng xin được kết thúc video này ở đây và di chuyển đi về thôi. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại các bạn vào các tập video tiếp theo nhé. Nào đi về thôi nhỉ. Đấy, bảo chú Phùng đi về cùng không là bật đèn pin lên, không là tí đi, không là tí đi là bị chó nó cắn đấy. Mấy con chó trên này ác quá. Lát tập bé à bao? Lát bé à? Văn Đài làm còn ma. À, chú đi về nhá, hai cháu Thảo Bằng Tao ơi. Một chế lơ. Trên ngoài trời tối lắm này các bạn ơi. Tối om luôn. Đó. Trời vẫn còn mưa. Là chuối vẫn còn ướt đây này. Đó.